Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang dòng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù bom rơi mưa rồng nắng lửa, vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường xe anh ra Tiền Tuyến. Anh qua bao núi cao, anh qua bao dốc cao, đường anh đi mang tình em, như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy, khi miền Nam sáng trong lòng anh. Những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, khắc nghiệt của núi rừng Trường Sơn đã gắn kết những chiến sĩ Trường Sơn thành một khối đoàn kết thống nhất ý chí, tình cảm và tạo ra sức mạnh huyền thoại để mỗi người chiến sĩ Trường Sơn và nữ chiến sĩ Trường Sơn vượt qua thử thách khắc nghiệt của chiến tranh để chiến thắng vẻ vang. Dải trên con đường đầy bụi đất, mấy mươi lần em lướt gỗ mo, nơi gần trăng sao có nhiều gió nhất, nơi hướng Sài Gòn bằng cho chín đứa chặt trên. Chị em chúng tôi Tết đầu tiên phải xa gia đình, đêm hôm đấy tôi phân công được trực đơn vị kết hợp với lại nấu bánh chưng. Ngày đấy thì mới có 18 tuổi thì quá trẻ, và lần năm đầu tiên xa gia đình, cho nên là cái sự nhớ nhung đấy nó cứ trỗi dậy. Thế sau khi mà buổi tối hôm 30 Tết, đơn vị sinh hoạt hái hoa dân chủ, hát vui vẻ lắm, nhưng mà khi bắt đầu là về đến doanh trại của mình thì ai cũng nhớ nhà. Cái mới đầu thì chỉ có một tiếng khóc rất nhỏ, xong rồi nhiều tiếng khóc. Xong sau đó thì đại đội trưởng và chính trị viên trường thấy như thế thì đánh kẻng báo động. Thế là tất cả các chị đang khóc cũng bật dậy rất nhanh, ra xếp hàng giữa sân, đeo ba lô, tư thế sẵn sàng. Bỏ đi để đào móng xây lên một cái nhà mới. Trong những năm tháng khó khăn gian khổ đó, họ luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả tính mạng của mình. Để khi về đời thường, tình cảm đó vẫn nguyên vẹn và càng được nhân lên khi đồng đội gặp biến cố khó khăn. Chiến sĩ Trường Sơn nói chung và nữ chiến sĩ Trường Sơn nói riêng luôn nghĩ về nhau, khao khát được gặp nhau, tìm đến với nhau để chia sẻ, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống. Em nói chị cũng hết thiệt không? Chị cứ nói như thế. Mà bị thương á, lúc chiến tranh đi gùi thôi rồi bị thương rồi. Thì bây giờ là chuẩn bị ra Tết, đồng chí lại có nhà mới, cố gắng gì.
Trường Sơn toàn quốc. Và một cái quan trọng không thể thiếu được trong hội nghị ngày hôm nay là thành lập một cái câu lạc bộ gia đình nữ doanh nhân của Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn toàn quốc. Bởi vì từ trước đến giờ mình hoạt động là đang tất cả cái nguồn mà để tài trợ cho các hội viên nghèo hầu như trông chờ vào các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp. Đến lúc này ta không thể trông chờ mãi như thế được nữa, và ta phải thành lập câu lạc bộ và phải làm các mô hình điểm ở các tỉnh để tạo công ăn việc làm cho các hội viên nghèo có mức lương ổn định và sản xuất ra được cái của cải vật chất để làm công tác nghĩa tình Trường Sơn của hội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1974, cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ, sinh năm 1958 ở tỉnh Nam Định, xung phong vào chiến trường Trường Sơn nhập ngũ, nhận nhiệm vụ là một người lính công binh mở đường ở X-334, Cục Công binh, Đoàn 559. Sau ngày giải phóng, cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ trở về quê hương và nên duyên vợ chồng với cựu chiến binh Đặng Văn Quyền ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Cũng là đồng đội năm xưa, là một người lính công binh thuộc Trung đoàn 384, Đoàn 559. Năm 1998, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ thành lập doanh nghiệp Anh Quyền. Năm 2003, thành lập công ty Quyền Kỳ ở Vụ Bản, Nam Định. Công ty chủ yếu sản xuất giấy dầu, nhựa đường, phục vụ cho các công trình giao thông toàn quốc. Hiện nay, công ty Quyền Kỳ tạo công ăn việc làm cho 20 công nhân, chủ yếu là cựu chiến binh, thân nhân cựu chiến binh ở trên địa bàn huyện Vụ Bản. Góp phần không nhỏ giúp những người dân nơi đây có thu nhập ổn định, nâng cao cuộc sống. Cái giấy dầu này tôi sản xuất ra thì chủ yếu là để phục vụ cho các công trình xây dựng. Đấy, chủ yếu là đầu tiên thì là để phục vụ cho đường Hồ Chí Minh. Thế sau rồi là làm đường biên giới, thế rồi là các sân bay cầu cảng, các sân bóng, thế rồi là làm đường. Nói chung doanh nghiệp Anh Quyền tạo mọi điều kiện cho người làm có công ăn việc làm, rất quan tâm đến đời sống của anh em công nhân. Đồng thời doanh nghiệp là một trong những doanh nghiệp luôn luôn làm việc từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, những vùng nghèo khổ, những đồng chí bị chất độc màu da cam. Thường xuyên đi thăm hỏi hàng năm, tôi mong rằng doanh nghiệp ngày càng phát triển và quan tâm đến đời sống của anh em công nhân cũng như những vùng khó khăn nhiều hơn nữa, và mong doanh nghiệp phát triển ngày càng tốt hơn. Từ năm 2001 đến nay, cựu chiến binh Đặng Văn Quyền trải qua 7 lần bị tai biến nên sức khỏe giảm sút, không giao tiếp, không đi lại tự chăm sóc cho cá nhân được nữa. Thế là bao nhiêu gánh nặng đè lên vai cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ. Tèo dần đấy. Thì chúng tôi khi về thì cũng tìm mọi cách để làm ăn bươn trải, sau đó thì là cũng thành lập doanh nghiệp để làm sản xuất giấy dầu để phục vụ nhân dân. Thì đầu tiên thì là cũng lợp nhà, về sau thì là cái nguyên liệu đó thì là cũng làm đường. Đấy, lát đường làm đường thì chúng tôi mở doanh nghiệp, về sau rồi là mới lên công ty trách nhiệm hữu hạn. Một ngày mới của cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ từ 4 giờ sáng. Khi lo buổi sáng cho chồng xong, thì cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ ngay lập tức phải vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng cho mẹ của chồng, nay đã gần trăm tuổi, không đi lại được đã hàng chục năm nay. Cứ vậy, người cựu chiến binh này chẳng mấy lúc được ngơi tay. Nhưng có lẽ hạnh phúc giản đơn đối với bà, đôi khi chỉ là được nhìn thấy chồng ăn hết tô cháo, hay là nói cho chồng nghe những ước mơ giản dị nhưng cũng thật xa hoa đối với vợ chồng bà, như được cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi. Bây giờ hoàn cảnh như vậy thì cũng phải khắc phục. Mẹ chồng thì ngã gãy chân 6 năm nay rồi thì nằm một chỗ. Thế rồi chồng người bị tai biến cũng 5-6 lần rồi, cũng bị mổ lão một lần, cho nên là sức khỏe anh cũng có giảm sút, cũng có yếu. Nhưng mà cũng phải khắc phục, cố gắng thì là làm cả việc công ty, lo lắng việc công ty và việc gia đình, cũng phải là cố gắng sắp xếp thời gian thì là để làm để cho nó hoàn thành.
Thế nên là nói chung là cũng là vất vả, thế nhưng mà cũng cố gắng. Là một người lính thì chúng tôi là cũng cố gắng như vậy là khắc phục mọi khó khăn. Khi chồng ngủ, bà mới lại được ra bàn làm việc để kiểm tra lại những hoạt động thu chi trong ngày của công ty với những con số khô khan trong mớ sổ sách chất chồng. Có lẽ chỉ có phẩm chất của người lính đã từng trải qua trận chiến mới giúp cho cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ mạnh mẽ đến vậy. Bao nhiêu khó khăn ập đến cũng chẳng làm nao núng được bản lĩnh thép của người phụ nữ này. Bởi thế, dù bản thân bận rộn là vậy, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ luôn đứng ra kêu gọi tổ chức để giúp đỡ đồng đội mỗi khi có dịp. Những phần quà có thể không có giá trị lớn, nhưng tấm lòng thì đáng trân quý biết bao, để mỗi khi gặp lại, những tiếng hát vẫn trong trẻo đến nhường nào. Tròn 18 tuổi, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ đã xung phong vào chiến trường. Bà được biên chế về tiểu đoàn 91, trung đoàn 4, sư đoàn 470, bộ đội Trường Sơn. Sau 4 năm ở trong quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ phục viên trở về quê hương. Đối diện với cuộc sống nhiều khó khăn, bà làm đủ nghề để kiếm kế sinh nhai, giúp gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo. Tích góp được chút ít vốn liếng, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ đầu tư đóng một tàu nhỏ công suất 20 CV bám biển quê hương. Với lợi thế cảng doanh, nơi gieo đậu của tàu thuyền đánh bắt hải sản, năm 2001, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ đã thành lập cơ sở thu mua chế biến hải sản Ngọc Hạ. Đến năm 2010, cơ sở của bà có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, trong đó có 6 tàu vận tải nhỏ dưới 10 tấn cùng nhà xưởng rộng rãi hàng trăm mét vuông chuyên thu mua chế biến hải sản, doanh thu hàng năm nhiều tỷ đồng. Chú ngày nay vất vả là thức đêm dậy sớm để tao vào lúc nào mình chấp nhận lúc đó để bảo đảm giờ ngay để cho tao lại trở ra khơi. Chú kỳ nghề biển này vất vả và gian lao lắm, giống như là mình đưa tiền ra biển thì nếu tao đằng tao đằng cái bắt về được thì mình là làm được với cái kinh tế, mà nếu không thì mình phải chịu cùng là giúp được để tìm tao công ăn việc làm, tạo mọi điều kiện cho con cháu họ hàng cùng là đồng đội đồng chí, con của đồng đội đồng chí để vươn lên. Gần 6 giờ sáng, cảng doanh đã đông đúc, dòng người tấp nập, trên bến dưới thuyền nhộn nhịp cảnh mua bán cá từ vùng biển xa trở về. Tiếng trò chuyện, cười đùa, gọi nhau của người lao động rôm rả, tiếng máy tàu, tiếng xẻ đá. Người đưa cá từ tàu thuyền vào bờ, người vận chuyển hải sản từ thuyền lên, thương lái thu mua, phân loại hải sản. Không khí nhộn nhịp bao trùm cả khu cảng rộng lớn. Đó cũng là lúc cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ miệng nói, tay làm, thoăn thoắt chỉ đạo công nhân phân loại, cân đong, mua bán, làm sạch hải sản ngay tại bến cảng. Khi đã vững tin, dù khó khăn gian khổ, thuyền mãi là nhà, biển cả chính là quê hương của ngư dân. Tất cả đã được những người con của biển trả lời bằng sức mạnh đoàn kết và nụ cười rạng rỡ. Đây chính là minh chứng cho nỗ lực của các cấp lãnh đạo của ngư dân, cũng là sự cố gắng không ngừng nghỉ, phát huy được phẩm chất người lính, vượt khó vươn lên của nhiều cựu chiến binh khi trở về đời thường, như cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ. Hiện nay, cơ sở thu mua hải sản của cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động địa phương, chủ yếu là đồng đội, con em đồng đội và nhiều hoàn cảnh thuộc gia đình chính sách, với mức lương bình quân mỗi tháng 6 triệu đồng. Qua đó, đã góp phần giúp cho diện mạo vùng đất Quảng Trạch ngày càng phát triển,
thay ra đổi thịt không ngừng. Ở cơ sở thu mua hải sản của cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ cũng có rất nhiều công nhân đã lớn tuổi. Họ là những đồng đội của bà Hạ năm xưa. Họ cùng rủ nhau nhập ngũ một ngày, lính cùng một đơn vị. Lớn lên đi bộ đội, vừa với đồng chí Hạ, chứ về đời trường thì chưa... Ra đây cũng làm trong cả với đồng chí, giúp đỡ trong thời gian khó khăn, mẹ con khó khăn. Thì hoàn cảnh gia đình là hồ nghèo. Không những thế, không đành lòng để đồng đội sống mãi trong căn nhà nhỏ lụp sụp, rột nát. Năm 2017, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng, kêu gọi thêm những đồng đội khá giả khác cùng chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đồng đội của mình. Cựu chiến binh Trần Thị Dung ở tỉnh Hà Nam Ninh cũ xung phong vào chiến trường Trường Sơn nhập ngũ, thuộc binh chế của đoàn 559 bộ đội Trường Sơn. Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà ở lại làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cựu chiến binh Trần Thị Dung hiện đang là tổ trưởng tổ dân phố 1, phó chủ tịch hội cựu chiến binh phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bà được các con mệnh danh là người phụ nữ thép. Một số thanh niên ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức còn gọi bà là mẹ, là đại ca. Để hiểu thêm công việc của người cựu chiến binh này, chúng tôi quyết định theo chân bà, rong ruổi khắp các ngõ ngách ở phường Linh Trung. Với cương vị là tổ trưởng, cựu chiến binh Trần Thị Dung tiếp nhận và quản lý người sau cai nghiện trở về từ các trường trại, rồi phân công cho các cán sự xã hội tình nguyện trực tiếp theo dõi giáo dục. Thông qua tham mưu của công an địa phương về nhân thân và tâm sinh lý của người tái hòa nhập, cán sự xã hội tình nguyện sẽ tìm cách tiếp cận phù hợp, nắm bắt nguyện vọng của đối tượng và rất nhiều người đã mạnh dạn chia sẻ nguyện vọng hoàn lương. Được thành lập từ 2006 đến 2013 thì thành lập cái đội tình nguyện. Thì đi vào hoạt động thì hàng tháng vào ngày 14 thì tổ chức cái họp định kỳ của cái đội tình nguyện để đánh giá, phân tích về cái các em. Thì trong đó có một cán bộ chuyên trách phối hợp với công an để quản lý, giáo dục, giúp đỡ cũng như là tạo công ăn việc làm cho em. Thì thời gian qua quá trình quản lý thì cái tổ này đi vào hoạt động thì thấy có hiệu quả. Thì có nghĩa là cũng tạo điều kiện một số em cũng hoàn lương, là đến nay thì qua công tác quản lý thì cũng không có còn tình trạng tái nghiện. Đó, thì cái hiệu quả mang lại thì bước đầu của vườn. Hụt hẫng về cái tình cảm cả và cái cuộc sống lên chơi lại nhưng mà sau này một chút thời gian sau lúc mà đi vô methadone uống được methadone rồi đó, được chính quyền địa phương cho vô tức là xác nhận vô uống methadone, có bắt đầu là khoảng chừng 3 tháng sau là chức hẳn, là không còn chơi nữa. Rồi bắt đầu công việc nó cứ cuốn theo vậy thôi. Là từ mấy năm
là không có sử dụng nữa. Thì cô Dung giúp đỡ từ, nói chung là từ tinh thần và nói chung là và động viên, thăm hỏi đều đặn. Nói chung là cô Dung thì là cô là điểm tựa để cho mình suy nghĩ đến cô mà mình để bỏ được cái cho đến khi mà đội công tác của xã hội của mình đã kịp thời nắm bắt được thì đã có những cái động viên chia sẻ như thế nào? Trường hợp của Lưu Hoàng Vĩnh ấy, thì sau khi là em hồi ra về địa phương thì có danh sách của bên phường đã giao cho cái tổ công tác của chúng tôi. Thì chúng tôi được tiếp nhận sau khi là Lưu Hoàng Vĩnh ở trường cai nghiện tập trung 2 năm về. Trong một cái thời gian mà đội chúng tôi được quản lý tiếp cận những cái trường hợp của các em thì theo sự phân công thì là thường xuyên đến tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ, tư vấn để cho các em tránh tái nghiện. Đó. Chủ yếu là tránh tái nghiện và tư vấn giúp đỡ cho em những cái kỹ năng cơ bản để mà em đó là không bị các bạn xấu rủ rê để tái nghiện nữa. Riêng trường hợp của Lưu Hoàng Vĩnh ấy, là có tay nghề thợ tiện bậc cao nên là em đã phát huy được cái tay nghề đó và hiện bây giờ là sức khỏe thì tương đối tốt và lại có tay nghề như vậy thì là em đã làm ăn ổn định, công việc nói chung là ổn định rồi, có thu nhập cao 7 triệu một tháng. Thì nhân dịp này thì coi như cũng đến chúc mừng cho anh chị cũng như là cho cháu. Chào anh có thể nói cho em biết một chút là thì trước đây là lý do vì sao mà mình ham chơi hay như nào mình gặp phải vấn đề đấy và bây giờ thì về địa phương thì anh đã cai nghiện như nào và làm việc như nào? Để lúc trước do bạn bè lôi kéo và sau thời gian em đi cai nghiện về em có công ăn việc làm ổn định lo làm và từ bỏ ma túy. Cai nghiện cũng khó mà cũng do gia đình với lại bên công tác xã hội giúp đỡ em mới vượt qua. Thì em mới nói là đừng nên đụng tới một lần lần nào hết, nếu mà đụng tới thì không bỏ được. Để em chỉ khuyên vậy thôi, đừng có đụng tới thôi. Hơn 60 rồi. Hàng ngày cứ đi xe máy như thế, rong ruổi chỗ này chỗ kia. Mình cũng lo lắm. Nhưng mà đó là niềm đam mê của mẹ. Đồng chí Dung là một đồng chí rất là tích cực trong cái công việc chung của toàn đội và đồng thời là cũng luôn là nhắc nhở chúng tôi làm sao là giúp đỡ, hỗ trợ cùng với gia đình để không để cho các em không tái nghiện sau khi sử dụng ma túy mà đã được cai nghiện về nhà. Và có lẽ chỉ có khi được ở bên đồng đội, cựu chiến binh Trần Thị Dung mới được sống trong cảm giác vô lo, như những bông hoa rừng sống lại với tuổi 18 đôi mươi, rộn tiếng cười vui dù xung quanh bốn bề là bom lửa vẫn khí thế ngút ngàn. Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngỡ. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Kỳ, cựu chiến binh Nguyễn Thị Hạ, cựu chiến binh Trần Thị Dung
là ba trong số hàng nghìn hàng vạn nữ chiến sĩ Trường Sơn khi trở về đời thường vẫn không ngừng cống hiến, đóng góp tận tâm để xây dựng quê hương nơi mình sinh sống bằng những việc làm thiết thực. Thích à? Đẹp đấy, con co chuyên. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên câu lạc bộ đã nhiệt tình ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để câu lạc bộ tổ chức được nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội như tổ chức các chuyến đi về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của chi hội Trường Sơn một số tỉnh, đầu tư con giống, vốn để các hội viên phát triển kinh tế gia đình, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn, tặng quà cho hội viên nhân dịp ngày lễ Tết. Chỉ tính riêng năm 2018, câu lạc bộ gia đình nữ doanh nhân Trường Sơn đã huy động gần 5 tỷ đồng để thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, như tặng hàng nghìn suất quà Tết, sổ tiết kiệm, hàng chục ngôi nhà cho đồng đội. Nhiệt tình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa như tặng hàng nghìn tấn gạo cho bà con người dân tộc ở chiến trường xưa, hỗ trợ xây dựng các công trình tại các địa phương gần 3 tỷ đồng. Đó là những việc làm vô cùng thiết thực, qua đó khắc đậm nghĩa tình đồng đội, chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của những chiến sĩ bộ đội Trường Sơn.